Về chín dây chuyền do chim va động cơ máy bay Vietjet L đã bị chim va vào động cơ khi hạ cánh xuống sân bay. Nhiều chuyến bay kế tiếp bị hủy chậm. Máy bay gặp sự cố là A320 trong hành trình đi từ Đà Lạt về Hà Nội. Hiện việc sửa chữa động cơ đã được tiến hành. Máy bay này bị dừng hoạt động đã làm ảnh hưởng đến lịch khai thác của các chặng kế tiếp. Cụ thể, chuyến bay VG153 và VG132 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại trong ngày 5 tháng 8 đã phải hủy, làm ảnh hưởng dây chuyền chậm chuyến một số chuyến khác. Đại diện Vietjet Air cho rằng tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do chim va vào máy bay là đặc thù của vận tải hàng không, gây thiệt hại không nhỏ.